Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mô hình WWE S Elite WrestleMania 37. Mô hình WWE S Elite WrestleMania 37 gồm có mô hình S, một bó quát, một gậy bóng chày và hai bàn tay rời để các bạn. Về dòng mô hình WWE Elite WrestleMania 37 là dòng mô hình Elite Collection BWPQ BEF, nên mỗi mô hình ngoài phụ kiện chính sẽ có thêm phụ kiện BEF đi kèm. Cụ thể ở mô hình WWE S Elite WrestleMania 37, ngoài phụ kiện chính sẽ có thêm phụ kiện BEF đi kèm là phần đầu thời điểm hiện tại và phần thân kèm áo vest của mô hình Bonello Ring để các bạn. Kèm theo đó chúng ta sẽ thấy có thiết kế hình ảnh rất đẹp và chi tiết của WWE Superstar S để các bạn. Ở mặt sau của hộp thể hiện thông tin chi tiết của WWE Superstar X để các bạn. Kèm theo đó là có thiết kế hình ảnh rất đẹp và chi tiết của WWE Superstar X để các bạn. Và đây là tem WWE để các bạn. Ngoài X thì dòng WWE Elite WrestleMania 37 chúng ta còn có các mô hình sau: Goldberg, Shawn Michaels và China. Vì dòng mô hình WWE Elite WrestleMania 37 là dòng mô hình Elite Collection BWPQ PAF, nên mỗi mô hình ngoài phụ kiện chính sẽ có thêm phụ kiện PAF đi kèm. Cụ thể ở mô hình WWE Goldberg, ngoài phụ kiện chính sẽ có thêm phụ kiện PAF đi kèm là phần đầu thời trẻ của mô hình Bonello Ring để các bạn. Mô hình WWE Shawn Michaels, ngoài phụ kiện chính sẽ có thêm phụ kiện PAF đi kèm là phần chân của mô hình Bonello Ring để các bạn. Mô hình WWS ngoài phụ kiện chính sẽ có thêm phụ kiện BF đi kèm là phần đầu thời điểm hiện tại và phần thân kèm áo vest của mô hình Bonello Ring cho các bạn. Và mô hình WWE China ngoài phụ kiện chính sẽ có thêm phụ kiện BF đi kèm là hai cánh tay kèm bàn tay của mô hình Bonello Ring và mô hình Rocco. Và khi chúng ta đã sưu tập đủ 4 mô hình trên thì chúng ta sẽ ráp các phụ kiện BF lại với nhau và sẽ tạo thành mô hình WWE Bolero Ring và Rocco Elite WrestleMania 37 để các bạn. Được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu chi tiết mô hình nhé. Sau khi khui hộp và trưng bày, chúng ta sẽ có mô hình S, một áo khoác, một gậy bóng chày, hai bàn tay rời. Ngoài ra còn có phụ kiện PF đi kèm là phần đầu thời điểm hiện tại và phần thân kèm áo vest của mô hình Bolero Ring. S là một trong những superstar được yêu thích nhất mọi thời đại của WWE và S hiện đã 4 lần WWE Champion, 7 lần World Heavyweight Champion, 5 lần WWE Intercontinental Champion, 14 lần WWE World Tag Team Champions, 1 lần King of the Ring vào năm 2001, 1 lần chiến thắng trận đấu thang trên bản hợp đồng Money in the Bank ở sự kiện WWE WrestleMania 21 năm 2005, 2 lần chiến thắng trận đấu 30 Superstar Royal Rumble ở sự kiện WWE Royal Rumble vào năm 2010 và năm 2021, một lần chiến thắng Bragging Rights Trophy vào năm 2010 cùng với Team SmackDown và S hiện là WWE Hall of Fame được đề cử vào năm 2012 và nhiều danh hiệu khác, một thành tích rất ấn tượng của The Regular Superstar S. Mô hình WWE S Elite WrestleMania 37 được thực hiện dựa trên trang phục của S
thì đó gọi sự kiện WWE WrestleMania 22 năm 2006 trở lại với mô hình. Trước tiên chúng ta sẽ đến với phụ kiện PEF đi kèm là phần đầu thời điểm hiện tại của mô hình Bolero Ring. Phần đầu thời điểm hiện tại của mô hình Bolero Ring được thiết kế với khuôn mặt rất đẹp, chi tiết và rất đúng biểu cảm của Bolero Ring. Với mái tóc được thiết kế cạo trọc ấn tượng cho các bạn, mái tóc được thiết kế rất chi tiết và đặc trưng của Bolero Ring thời điểm hiện tại cho các bạn. Và đây, rất chi tiết. Kèm theo đó là có thiết kế bộ râu được thiết kế với tông màu bạc và màu nâu cho các bạn, rất đẹp. Nét mặt của Bolero Ring thể hiện sự tự tin và được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Headscan rất đẹp của Bolero Ring và đây cũng là new headscan của Bolero Ring. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phụ kiện PEF đi kèm là phần thân kèm áo vest của mô hình Bolero Ring. Phần thân kèm áo vest của mô hình Bolero Ring. Áo phần thân với áo được thiết kế cố định với tông màu đen để các bạn. Và áo vest ngoài, áo mặt trước được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu đen, thể hiện phần cổ áo và các chi tiết của áo để các bạn. Mặt sau áo vest được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu đen, thể hiện phần cổ áo và các chi tiết trên áo để các bạn. Rất đẹp. Phần thân kèm áo vest của mô hình Bolero Ring được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với hai bàn tay rời của Edge. Hai bàn tay rời của S, bàn tay bên trái và bàn tay bên phải với bằng bàn tay được thiết kế cố định với tông màu đen các bạn. Kèm theo đó là có thiết kế kiểu dáng rất đúng phong cách của S mỗi khi xuất hiện trên sàn đấu các bạn. Và được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Các bạn có thể thấy được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Hai bàn tay rời này chúng ta có thể thay đổi để gắn vào hai bàn tay hiện tại của mô hình S đây các bạn. Và đây, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phụ kiện gậy bóng chày của S. Gậy bóng chày được thiết kế với tông màu vàng gỗ cho các bạn. Và có thiết kế các đường vân gỗ được thiết kế nổi rất đẹp cho các bạn. Gậy bóng chày màu vàng gỗ được WWE Superstar X sử dụng trong trận đấu với WWE Superstar Mick Foley trong trận đấu Hardcore Match ở sự kiện WWE WrestleMania 22 năm 2006.
Gậy bóng chày màu vàng gỗ được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với áo khoác của Edge. Áo khoác được thiết kế với kiểu dáng áo khoác sắc nách, ở mặt trước được thiết kế với tông màu đen các bạn, và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu đen thể hiện phần cổ áo khoác và các chi tiết trên áo khoác các bạn. Và cũng ở mặt trước của áo chúng ta sẽ thấy có thiết kế các họa tiết với các chấm bi tròn nhỏ với tông màu bạc các bạn. Kèm theo đó chúng ta sẽ thấy có thiết kế tên của WWE Superstar X được thiết kế với tông màu bạc trên nền màu đen, và phần đường viền ngoài được thiết kế với tông màu bạc các bạn, rất đẹp. Mặt sau áo khoác được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu đen thể hiện phần cổ áo khoác và các chi tiết trên áo khoác các bạn. Kèm theo đó chúng ta sẽ thấy có thiết kế biểu tượng đặc trưng của The Retina Superstar X với ký tự O, được thiết kế với các chấm bi tròn nhỏ với tông màu bạc trên nền màu đen các bạn. Phần đường viền ngoài được thiết kế với các chấm bi tròn nhỏ với tông màu bạc các bạn. Biểu tượng đặc trưng của X được thiết kế trên nền ngôi sao, được thiết kế với tông màu đen, và phần đường viền ngoài được thiết kế với các chấm bi tròn nhỏ với tông màu bạc thì các bạn, rất đẹp. Áo khoác của X được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mô hình X. Mô hình X được thiết kế với ngoại hình rất đẹp. Chúng ta có thể thấy ngoại hình của X được thiết kế rất đẹp ở mặt trước và mặt sau được thiết kế rất chi tiết. Mô hình S được thiết kế với khuôn mặt rất đẹp, chi tiết và rất đúng biểu cảm của S. Nét mặt của S thể hiện sự giận dữ. Với mái tóc được thiết kế để dài và được thiết kế với tông màu vàng và được rẽ ngôi ở giữa, mái tóc được thiết kế rất chi tiết và đặc trưng của S cho các bạn. Và đây, mái tóc của S được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Kèm theo đó là có thiết kế bộ râu quai nón được thiết kế với tông màu nâu cho các bạn, rất đẹp và chi tiết. Và phần răng của X cũng được thiết kế rất đẹp để các bạn. Head scan rất đẹp của X. Và đây cũng là new head scan của X. Trang phục của X được thiết kế với tông màu đen, màu xám và màu trắng làm chủ đạo. Hai bàn tay của X để các bạn. Và đây được thiết kế tay trái và tay phải của X. Được thiết kế là kiểu dáng bàn tay ngắn và được thiết kế với tông màu đen để các bạn. Và đây, hai bàn tay ngắn này chúng ta có thể tháo rời ra được. Băng cổ tay trái được thiết kế cố định với tông màu đen và có thiết kế biểu tượng đặc trưng của S với ký tự O, được thiết kế với tông màu trắng. Và phần đường viền được thiết kế với tông màu trắng, được thiết kế trên nền ngôi sao với tông màu bạc các bạn, rất đẹp. Và băng cổ tay phải của S được thiết kế cố định với tông màu đen để các bạn. Hai bàn tay của S ở bàn tay bên trái được thiết kế là kiểu dáng bàn tay mở với biên độ rộng nha các bạn. Và bàn tay bên phải được thiết kế là kiểu dáng bàn tay mở với biên độ hẹp. Hai bàn tay của S với băng bàn tay được thiết kế cố định với tông màu đen nha các bạn. Và đây được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Dây nịt của S được thiết kế với tông màu xám đen nha các bạn. Và đây và đầu khóa dây nịt được thiết kế với tông màu bạc để các bạn. Dây nịt của S được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Quần của S được thiết kế là kiểu dáng quần dài, ở mặt trước được thiết kế với tông màu camo đen xám và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu camo đen xám thể hiện phần hai túi trước của quần và dây kéo của quần để các bạn. Và cũng ở mặt trước của quần chúng ta sẽ thấy có thiết kế biểu tượng đặc trưng của S với ký tự O, được thiết kế với các chấm bi tròn nhỏ với tông màu bạc, được thiết kế trên nền màu đen. Phần đường viền được thiết kế với các chấm bi tròn nhỏ với tông màu bạc. Biểu tượng được thiết kế trên nền ngôi sao được thiết kế với tông màu đen và phần đường viền được thiết kế với các chấm bi tròn nhỏ với tông màu bạc các bạn, rất đẹp và chi tiết. Mặt sau quần được thiết kế với tông màu camo đen xám và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu camo đen xám
thể hiện phần hai túi sau của quần và các chi tiết trên quần để các bạn. Và đây rất đẹp. Quần của S được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Giày của S được thiết kế với tông màu đen cho các bạn. Và đây, giày dài được thiết kế với tông màu đen cho các bạn. Và đây, và đế dài được thiết kế với tông màu đen cho các bạn. Và đây, giày của S được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Đây là mặt sau của mô hình. Trên tay trái của S, chúng ta sẽ thấy có thiết kế hình xăm rất đẹp và chi tiết của S để các bạn. Về phần khớp của mô hình, trước tiên chúng ta có khớp đầu. Khớp đầu chúng ta có thể xoay phải, xoay trái, lên xuống rất là dễ dàng. Khớp tay chúng ta có thể dang ngang để xuống, để xuống, để lên, để lên, xoay, xoay. Bắp tay chúng ta có thể xoay được. Bàn tay chúng ta có thể xoay được. Hai bàn tay này chúng ta có thể thay đổi với hai bàn tay rời của mô hình S để các bạn. Áo khoác của S chúng ta có thể cởi ra được. Khớp hông chúng ta có thể xoay được. Khớp bụng chúng ta có thể gập xuống để lên. Khớp chân chúng ta có thể dàn ngang để xuống, để xuống, để lên phía trước, để lên phía trước. Để xuống, để xuống. Xoay, xoay. Khớp gối chúng ta có thể bẻ cong lại. Bàn chân chúng ta có thể xoay được và duỗi thẳng ra. Vì quần của S được thiết kế là kiểu dáng quần dài nên việc duỗi thẳng bàn chân sẽ bị giới hạn. S là một trong những WWE Superstar mà mình rất yêu thích. Một mô hình rất đẹp của The Retro Superstar S. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về mô hình WWE S Elite WrestleMania 37. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.